Phần 3. Nước Quảng Xương độc lập. Nhà Tiền Lý năm 544 đến năm 602, niên hiệu Thiên Đức. Dẹp yên cuộc khởi nghĩa của Triệu Thị Chinh, nhà Ngô lấy đất Nam Hải, Thượng Ngô và Quốc Lâm làm Quảng Châu, đặt châu trị ở Phiên Ngung, lấy đất Hợp Phố, Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam làm Giao Châu, đặt châu trị ở Long Biên. Đất Nam Việt của nhà Triệu ngày trước thành ra Giao Châu và Quảng Châu từ đó. Năm Ất Dậu 265, nhà Tấn đánh bại Ngụy Thục Ngô, đất Giao Châu lại thuộc về nhà Tấn. Nhà Tấn phong cho họ Hàn ra trấn trị các nơi, nhưng các thân vương cứ giấy binh đánh giết lẫn nhau, làm cho anh em cốt nhục tương tàn. Nước Tấn nhanh chóng suy yếu. Nhân cơ hội ấy, các nước Triệu, nước Tần, nước Yên, nước Lương, nước Hạ, nước Hán, v.v. nổi lên chiếm lấy cả vùng phía bắc sông Trường Giang. Nhà Tấn chỉ còn vùng đất ở Đông Nam, phải dời đô về Kiến Nghiệp, Nam Kinh ngày nay gọi là nhà Đông Tấn. Năm Canh Thân 420, Lư Du cướp ngôi nhà Đông Tấn, lập ra nhà Tống ở phía nam. Nước Trung Quốc phân chia ra làm Nam Triều và Bắc Triều. Bắc Triều có nhà Ngụy, nhà Tề, nhà Chu nối nhau làm vua. Nam Triều có nhà Tống, nhà Tề, nhà Lương và nhà Trần kế nghiệp trị vì. Năm Kỷ Mùi 479, nhà Tống mất ngôi, nhà Tề kế nghiệp trị vì được 22 năm thì nhà Lương lại cướp ngôi nhà Tề. Nhà Lương sai Tiêu Tư sang làm thứ sử Giao Châu, cũng như các triều đại phong kiến Trung Quốc thời trước. Các viên quan lại nhà Lương sang cai trị Giao Châu đã áp dụng những biện pháp khắt khe, độc ác khiến dân Giao Châu cực khổ trăm bề. Người người đều oán giận. Bởi vậy, năm 542, Lý Bí đã lãnh đạo dân Giao Châu nổi lên đánh đuổi Tiêu Tư, chiếm giữ thành Long Biên, lập nên nhà nước độc lập, đầu tiên nước Vạn Xuân. Lý Bôn, còn gọi là Lý Bí, quê ở huyện Thái Bình, xuất thân từ một hào trưởng địa phương. Tổ tiên Lý Bí là người Trung Quốc, lánh nạn sang nước ta từ cuối thời Tây Hán, khoảng đầu Công Nguyên. Trải qua 7 đời, đến Lý Bí thì dòng họ Lý đã ở Việt Nam hơn 5 thế kỷ. Chính sử Trung Quốc đều coi Lý Bí là Giao Châu thổ nhân. Lý Bí sinh ngày 12 tháng 9 năm Quý Mùi. Ông là con độc nhất trong gia đình, bố là Lý Toản, trưởng bộ lạc, mẹ là Lê Thị Oánh, người Ái Châu Thanh Hóa. Từ nhỏ, Lý Bí đã tỏ rõ là cậu bé thông minh, sớm hiểu biết. Khi Lý Bí 5 tuổi thì cha mất, 7 tuổi mẹ lại qua đời. Cậu bé bất hạnh phải đến ở với chú ruột. Một hôm có một vị Pháp Tổ Thiền Sư đi qua, trông thấy Lý Bí phơ ngô, tướng tú liền xin Lý Bí đem về chùa Linh Bảo nuôi dạy. Quả hơn 10 năm đèn sách chuyên cần, lại được vị Thiền Sư gia công chỉ bảo, Lý Bí trở thành người học rộng, hiểu sâu, ít người sánh kịp. Nhờ có tài văn, võ, kim toàn, Lý Bí được tôn lên làm thủ lĩnh địa phương. Có thời kỳ Lý Bí ra làm quan cho nhà Lương, nhận chức giám quân, kiểm soát quân sự ở Cửu Đức, Đức Châu, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Nhưng do bất bình với bọn đô hộ tàn ác, Lý Bí bỏ quan về quê, chiêu binh mãi mã chống lại chính quyền đô hộ. Tù trưởng ở Chu Diên, Hưng Yên là Triệu Túc, cùng con là Triệu Quang Phục, mến tài đức Lý Bí đã đem quân nhập với đạo quân của ông. Rồi Tinh Thiều, Phạm Tu và Hào Kiệt các nơi cũng nổi dậy hưởng ứng. Tháng Giêng năm Nhâm Tức 542, Lý Bí khởi binh tấn công, không đưa nổi sức mạnh của đoàn quân khởi nghĩa. Thứ sử Tiêu Tư khiếp sợ không dám chống cự, vội mang của cải vàng bạc đút lót cho Lý Bí xin được toàn tính mạng, chạy về Trung Quốc. Không đầy 3 tháng, Lý Bí đã chiếm được hầu hết các quận, huyện và thành Long Biên. Được tin Long Biên thất thủ, vua Lương lập tức hạ lệnh cho quân phản công chiếm lại. Bọn xâm lược vừa kéo sang đã bị Lý Bí cho quân mai phục đánh tan. Đầu năm Quý Dậu 543, vua Lương lại huy động binh mã sang xâm lược một lần nữa. Tướng sĩ giặc khiếp sợ, còn dùng dằn chưa dám tiến quân, thì Lý Bí đã chủ động ra quân, đánh giặc ở bán đảo Hợp Phố, miền cực bắc Châu Giao.
quân Lương 10 phần chết 7-8. Tướng địch bị giết gần hết, kẻ sống sót cũng bị vua Lương bắt phải tự tử. Tháng 2 năm Giáp Tý 544, Lý Bí tự xưng hoàng đế lấy hiệu là Lý Nam Đế, đặt tên nước là Vạn Xuân. Ước muốn xã tắc truyền đến muôn đời, đặt kinh đô ở miền cửa sông Tô Lịch, Hà Nội và cho dựng điện Vạn Thọ làm nơi vua quan họp bàn việc nước. Triều đình gồm có hai bang văn võ, Phạm Tu được cử đứng đầu hàng quan võ, Tinh Thiều đứng đầu hàng quan văn, Triệu Túc làm thái phó, Triệu Quang Phục là tướng trẻ có tài cũng được trọng dụng. Lý Nam Đế sai dựng một ngôi chùa lớn ở phường Yên Hoa, lấy tên là chùa Khai Quốc, sau này trở thành một trung tâm Phật giáo và Phật học lớn của nước ta. Chùa Khai Quốc là tiền thân của chùa Trấn Quốc trên đảo Cá Vàng, Kim Ngư ở Hồ Tây, Hà Nội. Việc Lý Bí đặt tên nước là Vạn Xuân, tự xưng là hoàng đế, định niên hiệu, lập một triều đình riêng, ngang hàng với nước lớn phương Bắc, là sự khẳng định chủ quyền độc lập dân tộc, sự bền vững muôn đời của đất trời phương Nam. Triều Lý khởi nghiệp từ đây. Đầu năm Ất Sửu 545, nhà Lương sau khi đàn áp những cuộc nổi dậy của nông dân Trung Quốc đã dồn sức mở cuộc tấn công xâm lược nước Vạn Xuân non trẻ nhằm chiếm lại Châu Giao. Dương Phiêu được cử làm thứ sử Châu Giao cùng với Trần Bá Tiên, một viên tướng khát máu, chia hai đường thủy bộ phối hợp cùng tiến sâu vào nước ta. Lý Nam Đế đem quân chặn đánh ở vùng Lục Đầu thuộc Hải Dương, nhưng không cản được giặc. Vua cho quân lui về giữ thành ở cửa sông Tô Lịch. Sông thành bằng đất, lũy bằng tre gỗ mới dựng nên không giữ được lâu. Quân địch hung hãn tấn công ác liệt, thành Tô Lịch bị vỡ, lão tướng Phạm Tu tử trận. Lý Nam Đế phải lưu quân ngược sông Hồng về giữ thành Gia Ninh ở vùng Bạch Hạc, Việt Trì, Phú Thọ. Quân Lương đuổi theo, vây hãm rồi chiếm được thành Gia Ninh. Lý Nam Đế đem quân chạy vào thành Tân Sương, huyện Phong Châu, Phú Thọ. Vương Lương lại tiến lên đuổi đánh. Lý Nam Đế thế yếu lại rút quân vào đóng ở Động Phước Lão, được nhân dân các dân tộc ủng hộ. Chỉ vài tháng sau, Lý Nam Đế đã khôi phục được lực lượng, quân lên tới vài vạn người. Lý Nam Đế đem quân và thuyền bè ra đóng ở Hồ Diễn Triệt thuộc xã Tứ Yên, Lập Trạch, Vĩnh Phúc. Nơi đây có con ngồi thông sông Lô với hồ, ba mặt đông nam bắc của hồ là các đồi cao, phía tây là những đồi thấp và cánh đồng trũng. Từ sông Lô chỉ có một đường đi vào phía bắc của hồ. Quân Lương từ Gia Ninh ngược dòng sông Lô kéo lên tấn công, bị quân của Lý Nam Đế đánh trả quyết liệt, không tiến lên được, chúng phải đóng giữa đồng trống. Lúc này quân lính nhà Lương đã mỏi mệt, tướng lĩnh chán nản, nhưng Trần Bá Tiên vốn xảo quyệt, nhân một đêm mưa to gió lớn đã thúc quân tràn vào đánh úp quân Lý Nam Đế. Lý Nam Đế lại phải lui vào Động Phước Lão. Anh vua là Lý Thiên Bảo cùng Lý Phật Tử, một người trong họ và là tướng của Lý Nam Đế, đem một cánh quân lui vào Thanh Hóa. Ở Động Phước Lão, Lý Nam Đế bị đau yếu luôn nên ông trao binh quyền cho Triệu Quang Phục tiếp tục cuộc kháng chiến chống quân Lương. Hai năm sau, Lý Nam Đế mất vào ngày 20 tháng 3 năm Mậu Thìn. Tưởng nhớ Lý Nam Đế, người anh hùng dân tộc mở đầu nền độc lập tự chủ của đất nước, nhân dân nhiều nơi lập đền thờ ông theo nghi lễ thờ vua. Tính riêng ở miền Bắc có hơn 200 đền miếu thờ Lý Bí và các tướng của ông. Triệu Việt Vương từ năm 549 đến năm 571, niên hiệu Hoàng Phục. Khi được Lý Nam Đế trao cho toàn bộ binh quyền, Triệu Quang Phục, người huyện Chu Diên, thấy rõ lúc đó giặc còn mạnh, không thể đánh thắng ngay được, nên đưa hơn một vạn quân từ miền núi về đồng bằng tìm cách tránh giặc. Vốn thông thuộc miền sông nước, ông đưa quân về Dạ Trạch, một vùng đồng lầy, rộng mênh mông, lau sậy, tầm. Ở giữa có một bãi đất cao khô ráo có thể ở được. Đường vào bãi đất rất khó khăn, chỉ có thể dùng thuyền độc mộc, chống xào lướt nhẹ trên đám cỏ nước, theo mấy con lạch nhỏ mới tới được đại bản doanh của nghĩa quân. Ngay khi đem quân về Dạ Trạch, Triệu Quang Phục đã nghĩ đến việc tự túc lương thực để kháng chiến. Ông chia quân ra làm nhiều toán chặt cây làm trại, toán chiên đục đẽo thuyền độc mộc, toán chiên bắt cá, toán đi săn chim, vịt trời để nuôi quân. Lương thực thiếu,
Triệu Quang Phục cùng nghĩa quân ăn củ súng, khoai dại để giành thóc gieo mạ. Khi doanh trại đã căn bản xây dựng xong cũng là lúc tướng giặc Trần Bá Tiên đánh hơi được, đem quân trùng trùng điệp điệp đến bủa vây. Nhìn đồng gọng chỉ có Lao Sậy, tướng giặc đắc ý nói với Tả Hữu: số phận quân nhà Trạch đã được định liệu, một vạn miệng ăn chen trúc trong đầm tất sẽ chết vì đói, ta chỉ cần vây chặt mà không cần đánh. Trần Bá Tiên chia quân lập một hệ thống đồn bao vây bọc kính khu đầm, cắt đứt liên lạc tiếp tế giữa nghĩa quân với dân chúng. Hắn không thể ngờ được bên trong vòng vây, Triệu Quang Phục mặc cho quân do thám theo sát hành tôn giặc, mặt khác cho đắp bờ phanh bãi tôn nền ruộng, gieo mạ để làm vũ chim. Hơn thế, vị tướng tài còn nhằm trước khu đất cao ở gần sông, cái để sửa soạn làm vũ sao. Tất cả những công việc này đều được tiến hành trong điều kiện thiếu thốn nông cụ và sức kéo. Vì vậy trong ngày hội xuống đồng để làm gương cho binh sĩ, Triệu Quang Phục lúc cầm gài, khi cùng nghĩa quân thi nhau dùng đòn kéo, không phân biệt trên dưới, tạo nên không khí phấn khởi trong sản xuất. Vì vậy sau những ngày thiếu thốn, nghĩa quân chẳng những có đủ lương thực ăn mà còn có thóc để dành, đủ sức quần nhau với giặc lâu dài. Theo lệnh Quang Phục, lúa quý như mệnh người, nghĩa quân vừa đánh giặc vừa thay nhau tiếp tục sản xuất. Bao vây lâu ngày không thấy nghĩa quân chết đói, ngược lại các đồn giặc liên tiếp bị đánh, lương thực bị cướp, nên chính giặc lại lâm vào tình trạng thiếu thóc trầm trọng. Giặc càng khó khăn, đêm đêm nghĩa quân đánh càng mạnh. Sau khi Lý Nam Đế mất, Triệu Quang Phục xưng hiệu là Triệu Việt Vương, dân gian gọi ông là Giả Trạch Vương. Đến năm Canh Ngọ 550, nhân nhà Lương có loạn to, thế giặc suy yếu, Triệu Việt Vương từ căn cứ Giả Trạch biết rõ gan ruột giặc, sức toàn quân giao chiến, giết được tướng giặc là Dương Sàng, thu lại kinh đô, khôi phục lại nền độc lập. Như trên đã nói, khi Lý Nam Đế thất thế chạy về Quốc Lão, thì người anh họ là Lý Thiên Bảo cùng người anh trong họ là Lý Phật Tử đem quân chạy vào Củ Chân, bị quân Lương truy đuổi. Lý Thiên Bảo, Lý Phật Tử phải chạy sang Lào, đến đóng ở Đồng Giả Năng, xưng là Đào Lan Vương. Năm Ất Hợi 555 là năm thứ 7 đời Triệu Việt Vương, Lý Thiên Bảo mất, không có con, binh quyền về tay Lý Phật Tử. Đến năm Đinh Sửu 557, Lý Phật Tử đem quân về đánh Triệu Việt Vương để giành ngôi nhà Lý, nhưng đánh không thắng, Phật Tử xin chia đất giảng hòa. Triệu Việt Vương nghĩ tình họ Lý, cũng thuận chia đất cho Lý Phật Tử. Phật Tử đóng ở Ô Diên, làng Đại Mổ, Từ Liêm. Triệu Việt Vương đóng ở Long Biên, lấy bãi Quần Thần, làng Thượng Cát, Từ Liêm làm giới hạn. Triệu Việt Vương còn gả con gái là Cải Nương cho Nhã Lan, con Phật Tử, để tỏ tình hòa hiếu. Nhưng Phật Tử vẫn có ý muốn thôn tính, bởi vậy Phật Tử khẩn trương chuẩn bị lực lượng chờ cơ hội hành động. Năm Tân Mão 571, Phật Tử phản trắc, bất ngờ đem quân đánh Triệu Việt Vương. Vì không phòng bị, Triệu Việt Vương thua chạy đến cửa biển Đại Nha, cùng đường gieo mình xuống biển tự vẫn. Dân đã lập miếu thờ tại nơi ông mất, ở xã Độc Bộ, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Hậu Lý Nam Đế, năm 571 đến năm 602, đánh thắng Triệu Việt Vương, Lý Phật Tử xưng đế hiệu, đóng đô ở Phong Châu, sai Lý Đại Quyền giữ Long Biên và Lý Phổ Định giữ Ô Diên. Trong lúc Lý Phật Tử làm vua ở Nam Việt, thì vua Văn Đế nhà Tùy đã dẹp yên Nam Bắc Triều, thống nhất nước Trung Hoa, quy Giang Sơn về một mối. Năm Nhâm Tức 602, vua Tùy sai danh tướng Lưu Phương đem đại binh sang đánh Nam Việt. Trước khi xuất quân, Lưu Phương sai người Tâm Phúc sang dụ Lý Phật Tử về hàng, nếu không hắn sẽ làm cỏ dân Việt. Lý Phật Tử sợ thế không địch nổi, bèn xin về hàng. Nam Việt lại rơi vào tay nhà Tùy